Nhân linh cha và con và thánh thần. Amen. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng. Nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tin mừng Maria đầy ơn phúc bên Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời quan phong Sio Pilato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ở bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Ngày thứ sau, hôm nay con hãy đem dâng cho cha những linh hồn hiền lành khiêm nhường và những linh hồn thơ ao. Rồi nhìn họ trong đại dương vương so của cha, những linh hồn này rất trong trái tim cha. Họ đã thêm nghị lực cho cha trong cuộc khổ nan đắng cay. Cha nhìn thấy họ như những thiên thần dưới thế, chào kính trước bàn thờ của cha. Cha thương đổ tất cả những dòng tha thần ân thương cho họ. Chỉ các linh hồn khiêm nhường mới nhận được thầm ân của cha. Với lòng tin điển, cha đặc biệt yêu thích những linh hồn hay. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa đã phán rằng, hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin hãy đón nhận vào nơi nương nào trong trái tim vô cùng từ ai Chúa. Những linh hồn hiền lành chiêm nhường và những linh hồn thơ âu. Các linh hồn ấy làm thiên đàng vui thỏa và được cha trên trời đặc biệt yêu thương. Họ như bó hoa ngào ngạt trước tòa thiên Chúa và người vui hưởng những thơm của họ. Lạy Chúa Giêsu, những linh hồn này đang được nao trong trái tim vô cùng lớn thích Chúa và không ngừng ca ngợi tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Linh hồn được thở hiền lành khiêm nhường ngay ở trần gian đã hô hấp bầu khí thiên đàng, và hương thơm của linh hồn khiêm nhường làm cho đấng tạo hóa được vui thỏa. Lạy Cha hằng hữu, xin đoái thương nhìn đến những linh hồn hiền lành khiêm nhường và những linh hồn thơ âu. Những người đang được ác thụ trong trái tim vô cùng lân thuyết Chúa Giêsu. Những linh hồn này rất giống thánh tử của cha. Hương thơm của họ từ trần gian ngát tỏa lên tòa trang.
lạy cha hay thương chỉ nhân, nhân vì tình yêu cha dành cho những linh hồn này, con này xin cha chúc lành cho toàn thế giới, để mọi linh hồn đều được chung tiếng ta tụng lòng thương xót của cha đến muôn đời. Amen. Lạy cha hằng hữu, con xin dâng lên cha mẫu châu báu cực thánh của con cha là Chúa Giêsu Kitô, để với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay, để cầu cho tất cả những linh hồn trong luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen. Giêsu Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương xót các linh hồn nơi luyện ngục. Lạy mẹ thương xót, xin cứu giúp con trong cuộc sống. Con xin mẹ đẩy lùi những quân thù tấn công con. Và trong giờ chết, xin mẹ giữ gìn linh hồn con. Và đẩy lùi những mưu trước tối tăm của thần dữ. Amen.